Ngày cũ sẽ rời đi dù cho bạn có cố gắng níu kéo. Ngày mới sẽ đến nhưng cơ hội sẽ không gõ cửa lần hai. Tương lai là do bạn kiến tạo, đừng dễ dàng buông xuôi. Tôi của ngày hôm nay vì một mục tiêu MDRT 2022. Cái gì có trong đâu thì sẽ có trong tay. Tôi của ngày hôm nay quyết tâm chinh phục mục tiêu MDRT danh giá. Tôi nghĩ về MDRT một ngày và sẽ nỗ lực hết mình để biến suy nghĩ đó thành hiện thực. MDRT là một cột mốc đánh dấu sự nghiệp lẫy lừng mà bạn đã thành công tạo dựng. Một sự nghiệp mà khi mọi bạn nhìn sẽ mỉm cười tự hào vì đã dám thức dậy. Tôi của ngày hôm nay hành động để kiến tạo tương lai vững chắc. Và trên miền Bắc là khu vực hiếm hoi trên toàn quốc mà chúng ta giữ được tăng trưởng trong năm nay, mặc dù các văn phòng còn non trẻ. Các anh chị hãy giữ vững phong độ để chúng ta chạy nước rút và nhanh về đích. Những người thành công nhất chỉ là những người có khả năng thích nghi cao nhất. Giá ba đi hẳn giá kép thì không thể nào làm anh em chúng ta đảm bảo được. Các bạn trẻ phía trên mình, đặc biệt là những thanh niên đi ra đời, chính là nền tảng vững chắc để tạo nên một chiến binh vững mạnh. Và tôi tin chắc chắn rằng trở thành chiến binh 2022 là kết quả tất yếu cho tất cả chúng ta. Con thở là còn gặp khách hàng, con thở là còn chạy số. Đạt MDRT ở một năm bình thường đã là rất giỏi, nhưng đạt MDRT ở trong một năm đầy biến động thì chính là xuất sắc. Hãy ghi dấu năm 2021 đặc biệt này bằng danh hiệu MDRT xứng tầm. Are we ready for a big close for 2021? Chào bạn chăm tập trung, kiên cường và quyết tâm. Good luck and have a strong close to 2021. Come on. Đây là của chúng ta đã 7 năm liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất toàn cầu. Đây là một danh hiệu rất là cao quý của cái đánh giá được trong rất nhiều thành phần. Và năm 2021 này chúng ta đang phấn đấu để đạt được lần thứ 8 liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất thế giới. Tôi cũng như ban lãnh đạo công ty trân trọng đánh giá cao nỗ lực của tất cả anh chị trong suốt chặng đua vừa qua. Chúng ta còn thời gian để làm nên kỳ tích. Tôi tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Chiến thắng, mục tiêu MDRT là chiến thắng chính bản thân mình. Tôi tin tất cả những bạn trẻ, xinh đẹp, tài năng tại X-Trên Hà Nội sẽ hoàn thành cam kết và cán đích MDRT năm 2022. Anh em đi chiến binh cùng đông trong chinh phục thị trường, chinh phục tactic MDRT.